Xin chào, mình là Bùi Quang Cường. Trong mấy ngày gần đây, rất nhiều người bạn của mình gọi điện hỏi là họ đang bị ăn cắp tài khoản Facebook và không biết cách nào để lấy lại được. Thì mình xin chia sẻ với các bạn một vài cách để chúng ta có thể là hạn chế cái việc này. Đầu tiên là chúng ta phải bảo mật hai lớp cái tài khoản của mình. Thì cái này mình đã chia sẻ trong các video trước. Bây giờ chúng ta phải thêm một cách nữa, đó là chúng ta phải kiểm tra xem là cái tài khoản của chúng ta có những cái đăng nhập là bất thường hay không. Ví dụ như bạn đăng nhập vào những cái máy tính công cộng hoặc là ai đó đã đăng nhập vào tài khoản của bạn mà bạn không biết, thì cách chúng ta kiểm tra lại như sau. Đầu tiên bạn vào cái dấu dấu click bên cạnh cái dấu hỏi chấm này, các bạn click vào đây. Đó, sau chúng ta vào phần cài đặt setting. Và các bạn click vào phần bảo mật và đăng nhập. Đây. Ở cái phần bạn nơi bạn đã đăng nhập này thì chúng ta xem là chúng ta đang đăng nhập ở những cái thiết bị gì. Các bạn see more. Đó. Thì đây là những thiết bị mình đã đăng nhập vào trong cái máy tính của mình. Bạn phải kiểm tra xem là có cái thiết bị nào hoặc có những cái vị trí nào mình nghi ngờ không phải của mình hay không, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nhiều vị trí bạn đã đăng nhập nhưng bạn quên đăng xuất thì chúng ta làm như nào? Đây chúng ta xem là đây là máy, cái này mình đang đăng nhập này. Đây, cái này là của mình. Đây là mình mới ở trong Sài Gòn. Đây, iPhone X này vẫn là của mình. Wow. Như bạn nhìn thấy này, có một iPhone đăng nhập từ địa chỉ ở Mỹ. Cái này không phải của mình. Và hình như là cũng có hôm mình nhận thấy được một cái email của Facebook là hình như bạn đang có cố tình, ai đó đang cố tình đăng nhập tài khoản của bạn, hoặc là bạn đang muốn đổi password. Mình thấy mấy email gửi. Có khi là những cái ngày này ai đó đang muốn hack tài khoản của mình. Thì bây giờ là chúng ta phải kích vào đây. Chúng ta đăng xuất. Click vào đây. Và chúng ta log out tất cả những cái tài khoản này ra. Đó. Đó. Có nghĩa là bạn nhìn thấy những cái bất cứ tài khoản nào nghi ngờ thì chúng ta phải log out cái tài khoản đấy ra để không bị, tránh cái trường hợp là chúng ta sẽ bị quên password và ai đó sẽ hack mất cái password của ta. Đấy, thì đây là một vài cái yếu tố cơ bản. Ngoài ra quan trọng nhất là bạn vẫn phải cài đặt bảo mật hai lớp cho tài khoản của mình. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi.